Chúng mình bị sao vậy? Sao lại màu đen trắng thế này? Có chuyện gì vậy? Tại sao các con lại khóc? Thưa Hải Vương, xin ngài hãy mang màu sắc của chúng con trở về. Được rồi, chọn màu trước nha. Của con là màu xanh. Chuẩn bị này. Wow. Cảm ơn ngài nhiều lắm. Đến lượt con. Màu của con là màu vàng. Còn chiếc đuôi của con thì sao? Để con tự làm vậy. Thành công rồi nè. Lần này để cho con quay nha. Làm ơn đó. Chắc chắn là màu hồng rồi. Sao không hiệu nghiệm nữa nhỉ? Thôi thì dùng phương pháp truyền thống vậy. Sơn nào. Màu sắc đã quay lại rồi. Nhiệm vụ đã được hoàn thành. Sao lại có rương kho báu ở đây nhỉ? Để xem bên trong có gì nào. Bị khóa mất rồi. Mình không mở được. Gì thế này? Vòng đầu tiên. Là sao? Một chú rùa. Wow. Chúng mình phải làm gì với nó nhỉ? Nhiệm vụ đầu tiên đó. Xuất phát nào. Mình cũng làm được nè. Nhanh lên thôi. Sao họ làm được vậy? Mình không biết bật ngón tay. Nè chân à, hiện ra đi mà. Mình tìm thấy một chú rùa thật nè. Chú rùa của mình là đồ chơi, nhưng mà cũng rất đáng yêu. Mình phải làm gì đây? Nghĩ ra rồi, mình sẽ tự làm một chú. Vào việc thôi. Bắt đầu từ đây nào. Cắt mai rùa ra từ miếng xốp. Đừng quên mài đều các cạnh nha. Dùng giấy nhám làm mịn bề mặt và khắc các họa tiết mai rùa. Thêm các bộ phận nữa. Giờ chúng mình cần một chiếc hộp. Gắn chú rùa lên nắp hộp nhựa và tô màu thôi. Hãy dùng màu acrylic để tô phủ nha. Cuối cùng là trang trí bằng rêu, hoa và vỏ cây. Chú rùa của mình đã cập bến cùng với bánh kẹo nữa nè. Vậy ai là người thắng vòng này? Tất nhiên là mình và chú rùa này rồi. Thật không thể tin được, chẳng công bằng chút nào. Về nhà đi nha các bạn nhỏ. Có ai muốn ăn vặt chút không nè? Mình không đói. Cái gì vậy? Vòng số 2. Tìm súng nước. Triển thôi nào. Chẳng tìm được gì cả. Sao lại có chiếc vali ở đây vậy? Của mình. Bị khóa mất rồi. Chúng mình lại không có chìa khóa. Phải dùng đến kẹp tóc thôi. Cảm ơn nha. Mình sẽ chọc ổ khóa. Có vũ khí đây rồi. Bắt đầu thi nào. Ai mới là người giỏi nhất đây? Mình nhất định sẽ thắng. Phòng thủ trước đi nha. Cái này chơi thế nào nhỉ? À, hiểu rồi. Ô không, đuôi của mình quay lại mất rồi. Nhận lấy nè. Ôi trời. Đầu hàng chưa? Đừng vội mừng nha. Tặng cho cậu nè. Vui rồi chứ. Phải hong khô chiếc đuôi thôi. Sao máy sấy tóc không hoạt động nhỉ? Cậu còn chưa cắm điện kìa. Bắt đầu thôi. Mình cần có vải và giấy xốp. Trước hết phải cắt tấm vải thành những miếng nhỏ lấp lánh và gắn chúng vào giấy xốp. Làm bao tay bằng giấy xốp và ri băng vải nha. Thêm cả phần màng rồi gắn chúng vào bao tay là được. Phải lấp lánh nữa nha. Nên hãy trang trí bằng vẫy và kim sa nhé. Vậy là bao tay đã sẵn sàng rồi. Mình chỉ cần hong khô chiếc đuôi nữa. Xong rồi. Vòng này ai sẽ được điểm nhỉ? Mong là mình. Mình thắng rồi. Gì thế nhỉ? Một chú cá ư? Mau tìm những chú cá nào. Ở đây. Mình tìm được đầu tiên. Nếu mình là một chú cá thì mình sẽ trốn ở đâu nhỉ? Ra là ở đây. Chú cá của mình đâu nhỉ? Chẳng tìm thấy gì cả. Phải tự làm thôi. Giấy xốp và kéo.
Đầu tiên, cắt giấy xốp thành các miếng như thế này. Súng bắn keo. Sau đó dán chúng vào với nhau và thêm dây khóa. Đừng quên gắn đuôi và vây cá. Rồi tô đều bằng màu acrylic. Thêm các vật trang trí và một chiếc dây da. Rồi thắt dây ở mặt sau. Và thế là hoàn thành chiếc túi hình chú cá rồi. Chúng mình tìm được cá và được 2 điểm này. Mình thì có 2 chú cá, 2 điểm đó nha. Cho cậu chú cá này nè. 1, 2, 3. Cậu thua rồi. Được rồi, mau trốn thôi. Xong chưa đó, mình đi tìm nha. Có tiếng ồn bên trong. Nè, cậu ở bên trong phải không? Ô không, cô nàng bị kẹt trong đó ư? Mình sẽ cứu cậu ra. Hả? Chỉ là chiếc đuôi thôi mà. Lừa được cậu rồi nha, chỉ là trò đùa thôi. Chẳng buồn cười chút nào. Mình được 1 điểm nè, còn các cậu thì không được. Cái này mới hài hước đây nè. Có kem đằng sau cánh cửa đó. Vậy chúng mình phải làm gì? Mình không biết, nhưng mình vào trong đây. Ashley, cậu vẫn ổn chứ? Các cậu đừng nên vào thì hơn. Kem miễn phí ư? Vậy thì mình tới đây. Lần này còn ồn hơn. Kem ngon tuyệt cú mèo. Còn lâu mình mới vào căn phòng tối hôm đó. Mình sẽ dùng phép thuật của tiên cá cơ. Đầu tiên, bọc chiếc lọ bằng vải màu vàng. Rồi trang trí xung quanh bằng vải thuyền. Đừng quên thêm cả đèn led gắn pin nha. Và thế là có một chú sứa làm từ kim sa, ri băng, hạt cườm và vải. Có đèn rồi nè. Giờ thì mình có thể đi và nhờ chú sứa lồng đèn này soi đường. Mình vừa được kem. Mình vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cuối cùng mình cũng lau sạch được các vệt kem. Cậu vẫn còn dính kem kìa. Đây sao? Không, kia kìa. Ở đây hả? Trên mũi á. Sạch chưa dạ? Chưa. Đợi mình một lát. Mình cần một chiếc gương, nhưng không phải loại thường đâu nha. Đầu tiên, tạo các bộ phận của chú cua từ đất nặng. Rồi gắn chúng vào chiếc gương. Và nung nóng. Đến lúc tô màu rồi. Phủ đều bằng một lớp màu acrylic. Một chiếc gương hình chú cua. Đi nào. Gương cho cậu đây. Cảm ơn nha. Chú cua nhỏ đáng yêu ghê. Mũi mình toàn kem là kem thôi. Ổn hơn rồi nè. Cảm ơn. Không có gì. Mình thắng rồi này. Bạn có biết cây đinh ba này đã xuất hiện bao nhiêu lần trong video không? Hãy bình luận xuống dưới nha. Cơn sóng mang đến thứ gì nè? Chiếc chai có chứa một thông điệp. Gì thế nhỉ? Lời mời tham dự bữa tiệc. Chúng mình đi chuẩn bị thôi. Của mình thì sao? Cũng là bữa tiệc. Lời mời của mình đâu rồi? Có nè. Còn gì không nhỉ? Nước rửa trôi lớp trang điểm mất tiêu rồi. Phải tìm cách gì thôi. Trước tiên, bọc bảng màu bằng giấy xốp và gấp hình chiếc thuyền nha. Tô màu rồi trang trí bằng ống ánh và kem sa. Một bảng màu mới. Đã trang điểm xong. Vẻ đẹp của chúng mình sẽ làm lóa mắt tất cả mọi người ở bữa tiệc. Nàng tiên cá xanh. Nàng tiên cá vàng.
Nàng tiên cá hồng. Phải. Và tất cả đều là người chiến thắng. Mãi mà chiếc rương vẫn chưa mở. Thật không thể chờ nổi nữa. À, có chìa khóa nè. Cùng mở ra nào. Thật khó hiểu mà. Chỉ là đồ gia dụng thôi. Sẽ thú vị đây. Các bạn nhắm mắt vào đi nào. Mở mắt được rồi. Chúng mình đã làm một chiếc rương mới. Mở ra. Toàn là trang sức quý giá thôi. À, còn nữa, chính là video tiếp theo. Mary, em có thấy không? Cái gì? Kìa. Rương của nàng tiên cá. Mở nó ra đi. Cây đũa thần. Cái này có phép màu gì? Cùng tìm hiểu nào. Phép thuật nàng tiên cá. Không, thật nguy hiểm. Mình mọc đuôi rồi. Ủa? Chà, phép thuật thật sự. Bây giờ mình là tiên cá. Mary cũng vậy. Claire, đưa chúng ta trở lại bình thường đi, ngay. Được chứ. Nhưng không thể. Để em thử cho. Không, để chị mà. Do chị bất cẩn đó. Không, em bất cẩn thì có. Wow. Đũa phép. Lấy lại nó. Claire, có nên giấu đuôi đi không? Không nên làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Ok, hãy chôn mình trong cát đi. Cái gì? Là đuôi ư? Claire, giấu đuôi đi. Không có gì. Cái gì? Chân đã trở lại. Chúng ta lại có chân rồi. Đừng bỏ cuộc nha. Nhìn kìa, dễ thương quá. Không phải là anh ấy đâu. Cây đũa phép kìa. Chúng ta sẽ lấy nó. Nhưng phải làm cho anh ta rời đi trước. Nóng quá đi. Thành công rồi. Đi nào. Ô không. Đại ba. Lại một đuôi nữa. Cây đũa phép kìa. Đi nào. Ai đó đã để quên đồ chơi. Không, chờ đã. Giờ tụi mình đã là tiên cá. Tụi mình cần căn phòng đặc biệt. Hãy trang trí lại nha. Căn phòng của nóng và lạnh. Xong. Rất chăm chỉ. Giờ tụi mình nên nghỉ ngơi. Xem chị có thể làm gì nào. Chị cần luyện tập. Chà, tạo ra lửa này. Tuyệt quá. Mình không thể. À, biết rồi. Nướng kẹo dẻo. Dừng lại. Đây không phải là đi dã ngoại đâu. Nhưng mình thích kẹo dẻo. Ngon. Mình nên làm gì đây? Mình cũng có sức mạnh của mình mà. Mình sẽ làm kem từ đường và sữa. Ngon quá. Cái gì? Kem ư? Kẹo dẻo của chị ngon hơn nhiều. Nhắm mắt lại đi. Anh có điều bất ngờ nè. Mở mắt ra. Hồ bơi này là của chúng ta đó. Yeah. Muốn bơi không nè? À không, em không biết bơi. Ừ, được rồi. Chờ anh chút nha. Mình thoát được rồi. Anh đã tìm thấy phao bơi nè. Giờ có thể bơi rồi. Không, em cần kính bảo hộ. Ok. Anh đã tìm thấy bộ ống thở rồi nè. Giờ hãy bơi nha. Không, em sợ nước. Sẽ không có gì đáng sợ cả. Đi thôi nào. Không, nước đang bốc cháy. Chà, chuyện này làm sao có thể. Claire,
buổi hẹn hò tồi tệ. Chúng ta sẽ không thể tìm lại đũa phép. Claire, thư giãn đi, đừng sợ mà. Chúng ta kết thúc rồi. Xin chào. Chào nha. Đũa phép, đuổi theo. Dừng lại. Giờ sao đây? Biết rồi nè. Tấn công bằng nước. Dừng lại, tụi mình không thể động vào nước được. Ai vậy? Dọn phòng đây. Nhìn kìa, là đũa phép. Chúng ta sẽ ra ngoài để không làm phiền họ. Đi thôi nào. Ô không, chúng ta nên làm gì đây? Em ghét phải dọn dẹp. Nè, đây là nhà của em. Ồ, dễ thương thật. Nàng tiên cá ư? Không có gì cả đâu. Còn cái này, em rất vui vì anh tới chơi đó. Mời vào. Cái gì? Không thể nào. Không thể tin được. Ủa? Em có con hươu cao cổ giới hạn này hả? Anh đã tìm kiếm nó cả năm trời. Thật tuyệt vời. Thật ư? Soda lạnh. Đây nè. Cảm ơn. Hôm nay quá là nóng mà. Anh rất vui vì em đồng ý đi chơi. Cái gì? Nhận lấy nè. Ô không. Tom à, em xin lỗi. Em là nàng tiên cá. Thật điên rồ. Anh đưa em về nhà được không? Cảm ơn. Ha, cái gì? Anh ấy không hề hoảng sợ. Nhưng tại sao? Buổi hẹn hò của chúng ta không có nghĩa gì ư? Ô không, lại là cái đuôi. Giúp mình với. Anh ấy không. Cuối cùng cũng về tới nhà. Trời nóng quá. Để em bật điều hòa lên. Lạnh quá. Làm nóng lên nào. Không, giảm xuống. Nóng lên. Không thể như thế được. Lạnh hơn đi nào. Ôi trời, điều hòa bị hỏng rồi. Lạnh xuống. Mary, em làm gì vậy? Ủa? Hả? Em hơi quá đà rồi. Chúng ta có nên luyện tập siêu năng lực không? Ừ. Em thích lửa của chị chứ. Wow. Đi nào. Ồ, các cậu ấy đang chơi bóng. Chúng ta có thể thực hành. Ok. Phép thuật tiên cá. Này, hình xăm này ở đâu ra vậy? Cả đây nữa. Ai đã làm điều này? Hãy ra khỏi đây thôi. Không phải tụi mình nha. Chúng ta gần làm được rồi. Đây rồi, Claire. Nhanh lên. Chào, bạn cần mình giúp gì? Không sao, cảm ơn. Chúng ta phải có kế hoạch mới được. Hãy cùng nhau lấy lại cây đũa phép nha. Chị sẽ tạo ra lửa. Tất cả sẽ bỏ chạy. Và ta sẽ lấy được cây đũa phép. Ô không, báo cháy. Không thành công đâu. Nếu chúng ta làm như thế này thì sao? Trời nóng quá. Mình bị mệt rồi. Mình sẽ cứu bạn.
Cây đũa phép. Hả? Hô hấp nhân tạo. Không, ý tưởng không tốt chút nào. Bạn cần phải có kế hoạch tốt hơn. Đũa phép. Tốt rồi, cảm ơn vì đã giúp tụi mình nha. Để mình thêm một chút. Lấy được rồi. Để em. Làm được rồi. Chúng ta đã trở lại bình thường. Yeah. Không hiểu nổi luôn. Lịch học toàn môn hóa thôi à. Muốn xem thử không nào? Và giờ hãy trộn các nguyên liệu lại. Nè, dậy đi. Thầy đang nói chuyện một mình ư? Wow, thú vị quá à. Đi nào. Học sinh mới, vào đi mấy em. Thầy mới bắt đầu làm thí nghiệm thôi à. Nhìn đây. Không có gì hết. Nếu thầy cho đồ ăn cho cuốn thì sao? Ồ, các em biến thành chú cuốn dễ thương rồi. Đừng lo, thầy sẽ biến lại. Thầy sẽ cho thêm thứ gì đó nghiêm túc hơn. Các em, bình tĩnh lại đi. Thử lần thứ ba nào. Thầy sẽ cho vàng và bạc vô. Thành công rồi. Về chỗ ngồi đi các em à. Em là bạc. Còn chị thì là vàng. Mình đã bỏ lỡ gì vậy? Chán quá đi. Mình sẽ vẽ lên trên vở vậy. Làm cuốn vở từ bìa bạc. Dùng sơn acrylic ghi tiêu đề lên bìa vở nha. Phủ lớp sơn bóng lên nào. Không, mình chả thích tí nào. Vứt thôi. Lại xấu nữa rồi. Thầy sẽ bỏ thùng rác đi chỗ khác. Sao thầy lại lục thùng rác chứ? Hả? Tuyệt vời. Giờ thầy có phụ kiện bằng bạc rồi nè. Mình kiểm tra năng lực của hai em như nào đây. Hả? Không. Không. Đúng. Táo là chuẩn nhất. Táo cho em nè. Và em nữa nè. Và giờ sử dụng siêu năng lực của các em đi. Biến thành vàng. Nào nào. Biến đi mà. Biến đi. Biến đi mà, cậu xinh á. Táo đâu rồi nhỉ? Trên đầu của mình nữa. Tại sao? Wow, thành công rồi. Re, em làm tốt lắm. Mary, táo của em. Em thấy đói mà. Mary, tệ lắm nha. Dừng lại. Có mang phao không đó? Vào đi. Dừng lại. Nhiều dây xích quá. Phong cách của em là vậy mà. Em là rapper. Siêu sao vàng. Thầy không biết hả? Wow, tất nhiên là biết chứ. Tuyệt. Và giờ ghép phao lại thôi. Cắt đất sét polymer thành công thức. Nướng trong lò nướng. Phủ sơn acrylic vàng lên. Thêm lớp sơn bóng và đính đá lên nha. Hơ khô dưới đèn. Gắn khoen tròn lên. Và xỏ vô dây xích nào. Siêu sao của chúng ta đây rồi. Em sẽ hát tặng fan của mình chứ. Thật ra em không biết hát. Gì chứ? Đó là phao ư? Gian lận là không tốt Claire. Ngượng thật đó.
Thầy trả vé với tiền lại cho bọn em đi. Chuẩn bị kiểm tra chưa nào? Bắt đầu tính giờ. Chị không biết làm câu nào hết trơn á. Em thì sao? Không, không hề luôn. Bọn mình cần đồ chơi giảm căng thẳng. Thật đẹp và yên bình. Không có bài kiểm tra nào cả. Hết giờ. Mary, Claire. Các em không trả lời gì cả. Thầy sẽ cho các em điểm F. Các em còn muốn minh oan gì không? Lại không ư? Thầy biết phải làm gì rồi. Hóp thuốc đó ư? Ồ không, là điểm F. Em được bao nhiêu điểm ạ? Ồ, A cộng. Chúc mừng em. Mary, Mary. Chúc mừng Mary. Em đạt giải nhất đó. Cúp vàng ư? Còn em đạt hạng 2. Đây là bạc mà. Mình lại đến muộn nữa rồi. Ôi trời. Chụp hình lưu niệm thôi nào. Bức hình ngu ngốc này. Hình xấu nhất từ trước đến giờ. Đến giờ ăn trưa rồi. Mì mình thích nhất đây. Sơn mì gói với bột nhũ ngọc trai bạc. Hay gói gia vị bằng kim tuyến ăn được nha. Dán phần nắp lại. Trang trí nắp bằng ngọc trai nha. Thêm gia vị. Và đổ nước sôi vào. Xong rồi. Hả? Cho chị một miếng nha. Thầy nữa. Mình cũng đói nữa. Okay. Mì bạc nè. Ghê quá. Càng có phần cho bọn mình. Lê à, nhắm mắt lại đi. Tặng cho chị nè. Ốp điện thoại vàng. Phủ lớp son bóng lên trên ốp. Dán lá bạc mỏng lên nào. Hơ khô dưới ánh đèn nha. Gắn xích chuỗi vào các cạnh. Thêm chữ nào. Wow, cảm ơn. Giờ đến lượt của em đó. Bất ngờ chưa? Đẹp quá đi. Phủ sơn bạc lên hộp đựng tai nghe. Đính đá lên để trang trí nha. Nhưng đây là tai nghe vàng mà. Tai nghe là của chị. Chị chỉ tặng cho em hộp đựng thôi. Sao cũng được. Chơi trốn tìm đi. Ai bịt mắt đây? Bạn đi. Ai không xong mặc kệ nha. Không có ở đây. Ở đây cũng không luôn. Họ có thể ở đâu nhỉ? Mình sẽ kiếm trong phòng học. Chắc là ở quanh đây thôi à. Để mình tìm thử. Ouch. Mary biến thành giày bạc. Còn Claire biến thành dứa vàng. Pizza, chúc ngon miệng. Bị lộn bên rồi. Giờ thì đúng rồi nè. Các em chỉ cần xoay pizza lại là được mà. Ừ nhỉ. Ô, bó tay luôn. Bắt đầu thí nghiệm thôi. Nhỏ vài giọt hóa chất này. Và nhìn đây. Tạm biệt, rồi. Chào, nhện. Không thể tin được. Ghê quá. Thành công rồi. Ồ, chuyện gì sẽ xảy ra với ống hút nhỉ? Cách nào? Yeah, thành công rồi. Chạy đi. Woohoo! Claire, chị đâu rồi? Em
trượt thế nào ạ? Tuyệt vời. Ai chỉ cho thầy và các bạn nước Iceland ở đâu nào? Em ạ. Không, em ạ. Đừng đánh nhau nữa, đồng thanh trả lời nào. 1, 2, 3. Đây ạ. Tô quả địa cầu với bút lông acrylic. Tô các lục địa màu vàng, còn đại dương thì màu bạc nha. Các em khiến thế giới đảo lộn luôn. Quả cầu này thật vô giá mà. Cũng không dùng để học được nữa. Chào em, anh cần vé tốt nhất. Anh sẽ đổi bằng quả cầu này nha. Đến Mondial ok không anh? Yeah. Tận hưởng kỳ nghỉ nha. Mary, Claire, các em tốt nghiệp rồi. Đây là phù hiệu cũ học sinh. Các em có thể đeo với niềm tự hào. Cắt vải nỉ bạc thành hình hai mặt trăng khác màu nhau. Dùng chỉ bạc sâu lại. Tương tự làm hình mặt trời nha. Gắn hạt và vải nỉ lên để làm thành khuôn mặt. Tô điểm các chi tiết. Dùng súng bắn keo gắn ghim ở đằng sau. Buồn quá đi. Tạm biệt thầy. Thầy sẽ nhớ các em lắm. Mary, Claire, mình quên mất các em không còn là học sinh của mình nữa. Còn em này vẫn ở đây. Thật vui khi có hai em ở đây. Thầy ơi, cho em hỏi đây có phải lớp khóa hay không ạ? Tuyệt, học sinh mới. Vào đi các em.